mời quý vị cùng thưởng thức một số tiết mục văn nghệ mang đậm đà bản sắc dân tộc của người Mường, Yên Lập và mảnh đất Phú Thọ. Tiết mục múa Xanh Tiền, tiết mục múa Liên Khúc Xoan, tiết mục múa Đuống. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Từ sớm đến giờ đào đi đâu, từ sớm đến giờ để cho thôi mà anh đợi, anh chờ mong, anh mong kia hỡi ai trông quân. Con giấu hồi chùa bên em, con giấu hồi chùa, cho nên thôi là em phải sáng trưa này thế này kia hỡi ai trông quân. Từ bên đò ngang đợi đào, từ bên đò ngang đào mà thôi mà đến bên đào sang thờ han thờ kia hỡi ai trông quân. Em phải đi thuyền cách sông, em phải đi thuyền có như liền nước liền, em sẽ sang bay kia hỡi ai trông quân. Còn chưa có quay trông quân, còn chưa có quay vượn đào thôi mà bưng trống rồi, mai gần đến gần kia hỡi ai trông quân. Nên tận có khi nên tận quý hồ thôi mà bưng trống, mà gần ta được nhau kia hỡi ai trông quân. Hàng xưa giãn ra đôi bên, hàng xưa giãn ra để cho tôi mà đối địch với ba đào cô đào kia hỡi ai trông quân. Chưa vỡ thì vào anh nào, chưa vỡ thì vào kêu em tôi mà nói đến về nhà ghen vợ ghen kia hỡi ai trông quân. Như đùa che già đôi ta, như đùa che già càng ăn thôi mà càng nhắn càng và trơn càng trơn kia hỡi ai trông quân. Như cá thần bơn đôi ta, như cá thần bơn trông đông thôi mà gặp dặm biết vào ai tay ai kia hỡi ai trông quân. Hắn đến năm sào chống quân, hắn đến năm sào trên thờ thế mà tứ vị dưới đảo ta với ta kia hỡi ai trông quân. Hắn đến cội đa chống quân, hắn đến cội đa trên thờ thế mà tứ vị dưới ta mình với mình kia hỡi ai trông quân. Hắn đến Long Đình chống quân, hắn đến Long Đình trên thờ thế mà tứ vị dưới mình ta với ta kia hỡi ai trông quân, kia hỡi ai trông quân, kia hỡi ai trông quân. Tình là tình, tám tình là tám tình. Bác cầu em sẽ có vạn mong, bác cầu em sẽ có vạn mong. Em sang là sang trả được, em sang là sang trả được. Rằng để anh bồng qua nọ em sang là em mơ sang. Tình là tình, tám tình là tám tình. Trong bông luống đầu, luống đầu, luống cả ai làm cho luống còn ta thế này chứ đường ai làm. Đường ai làm cho luống rằng công ta ở đây.
rằng là sẽ chi, ố rằng là sẽ chi, ta bớ dù hời, rằng ta dù hời qua nó chi xe là chi ơ xe. Ngồi rồi dệt gấm có theo hoa, ngồi rồi dệt gấm có theo hoa, theo chim là chim loạn phượng, theo chim là chim loạn phượng, ta bớ dù hời, rằng ta dù hời qua nó ta theo là ta ở theo. Đình nhà làng
Tình quê, rộn ràng tình quê.
khúc nhạc tình quê mặn nồng, tình quê mặn nồng. Còn say ở giấc ngủ trong lành, tình dần nghĩa đang muôn đời nặng sâu, muôn đời nặng sâu. Trầm hoa đua nở muôn màu, nhịp nhàng tiếng đuông chung cầu ẩn tình, chung cầu ẩn tình. Ngày vui hối mở cửa rừng, nhớ về phúc cô lấy lưng chiến công, mà lấy lưng chiến công. Bạn mương ghi nhớ trong lòng, chung tay đoán tên dưng xây quê hương, mà dưng xây quê hương. Bạn mương ghi nhớ trong lòng, chung tay đoán tên dưng xây quê hương, mà dưng xây quê hương. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân thưởng thức tiết mục diễn sướng cồng chiêng do đội văn nghệ xã Xuân An biểu diễn. Thank you.
du khách thập phương. Tiết mục diễn sướng cồng chiêng cũng đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lễ hội mở cửa rừng dân tộc Mường, huyện Yên Lập, xuân Quý Mão năm 2023. Một lần nữa, thay mặt anh chị em nam nữ diễn viên đội văn nghệ, xin được cảm ơn quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể du khách đã theo dõi, cổ vũ và động viên. Xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, du khách thập phương và toàn thể nhân dân một xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Sau đây, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đến với diễn trình đội Phường Săn. Quý vị đang được chứng kiến phần lễ tái hiện mô phỏng cuộc đi săn của các phường săn xưa của người Mường, xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Buổi sáng ngày mồng 6 tháng Giêng, những người được phân công các khâu chuẩn bị khẩn trương vào việc. Quan trọng nhất là lễ vật cho lễ tế khai xuân ở đình, lễ vật cho lễ mở cửa rừng và lễ vật cho lễ cúng khao đuổi xui, cầu may mắn. Các lễ vật đã được sắm sửa tươm tất. Lễ vật gồm rau rừng đồ, xôi ngũ sắc, thịt mỡ luộc, cá nướng, thịt lợn sống, gạo, muối, nước, rượu mọng đựng vào ống nứa, chầu, khâu, xung quanh mâm là bát, đũa, chén ống nứa. Đầu tiên là lễ tế khai xuân ở đình, cụ thủ từ đã thực hiện từ sáng sớm. Để cuộc đi săn thú được may mắn, sau đây cụ thủ từ đọc lời khấn tại chân cây nêu trước cửa rừng với nội dung xin thành hoàng cho dân làng được khai hạ, xin mở cửa rừng, hạ cây nêu, phù hộ cho dân làng một năm được bình an, khỏe mạnh, mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu. Rừng xanh, vua Mường, vua Mán, các thần xung quanh, khu vực đình làng. Tục lễ quê sỏi, tục nói quê mương, năm phủ tắc qua, phước tha năm mời. Hôm nay là ngày bông sầu thẳng chiêng, cửa rừng ản bơ, cây nêu ản há, ngày hối tâu thuần của lang vua cô. Tục lệ quê thói, tục mọi quê Mường, năm cũ đã qua, bước ra năm mới. Hôm nay là ngày mồng 6 tháng Giêng, cửa rừng đã mở, cây nêu đã hạ, ngày hội đầu xuân của làng phục cổ.
À, từng giờ đi, đại biểu cấp lệnh có mặt quê dữ, cản bố nghĩa phường, ba con thôn bàn, có mặt tây tu để chuẩn tiền ngày hội. À, thôn còn năng thanh, thảm chưa lê vật, có chay, có mắn, có đếp ngũ sắc, có ca, có cả, có quang, có quạc, có kim ngân, ngũ cốc, cổ ban tây tu. Đến giờ phút này, đại biểu cấp trên có mặt về dự, cán bộ địa phương, bà con thôn bản có mặt đầy đủ chứng kiến ngày hội. Con cháu lòng thành sắm sửa lễ vật, có chay có mặn, có nếp ngũ sắc, có cá có gà, có vàng có bạc, kim ngân ngũ cốc, cỗ bàn đầy đủ. À, họ kể các thân lai lầm hiển hương, cái trường kiện ngày hội cho phép thôn còn khai xuân năm thọ, lên rừng xuống họ, tì săn tì bảnh, tì thông quê thoảng, tức có lai, cái lão chẳng ngang, cái đau chẳng xa. Con thế là cảnh, con thành là quần chân, con lai là vang, con vang là heo, la thân con là đuôi, la ăn các nơi, tếu ản thuận lời. Gọi đến các thần, lai lâm hiến hưởng, chứng kiến ngày hội, cho phép con cháu, khai xuân năm sớm, lên rừng xuống suối, đi săn đi bắn, đi thông về thoáng, đừng có làm cây nứa chắn ngang, cây giang chắn đường, con dết nó cắn, con rắn quấn chân, con lợn nó vả, con heo nó vạc, làm ăn các nơi đều được thuận lợi. À, lái đầm mỗi lý mong cho thời tiết mưa thuẫn sỏ hoa, con mó lạt bánh khoe, la ăn may mắn, chân nuôi thì thẳng lối, ngành nghề phát triển, buôn bán phát tài, giao thông tùy lái. À, xem mó làn đoan, con đòi con bé thao khanh tiền bố. À, kình cảo các thân ngay được cuộc sống non đất lên rừng. À, thời chư thay tôi cây ló cây sáu lùng ở đuổi bắc, ở liền tôi trả tiền lùng cây lùng sành. Sang năm mới này, mong cho thời tiết mưa thuận gió hòa, con người mạnh khỏe, làm ăn thịnh vượng, chăn nuôi thắng lợi, ngành nghề phát triển, buôn bán phát tài, giao thông đi lại, xe người an toàn. Các cháu học hành tiến bộ, kính cáo các thần, ngày trước cuộc sống, nhìn tất trên rừng, thời giờ thay đổi, cây lúa cây ngô, trồng dưới đất bằng, ở trên đồi cao, trồng cây trồng sắn. À, nhân dịp này đi, cho phép thôn còn lên rừng săn bảnh, săn loi bắt củi, lòng ngay hối xuân. À, tưởng như đi, lê vật khẩn hô, sơ xuất đường chi, mong các thân quý, trồng trước đái xả, tất cả các thân có mặt ở lì, mời lái cổ ban. Nhân dịp ngày này, cho phép chúng con lên rừng săn bắn, săn loài bắt lợn, trong ngày hội xuân. Đến giờ phút này, lễ vật khấn gọi, sơ xuất điểm chi, mong các thần vị châm trước đại xá, tất cả các thần có mặt ở đây mời lại cỗ bàn. À, ngoài vai vi đo mỗi vi đỉnh, tiểu tùa xe tùa, tiểu phát xe phát, cùng nhau hiển hương lễ vật ngày hội. Cái phú hố ban mương thôn còn toan rèn, luôn ăn bánh khoe là ăn phá đạt. Người nào phải vì nào ngồi vì đó, thiếu đũa xẻ đũa, thiếu bát xẻ bát, cùng nhau hiến hưởng lễ vật ngày hội, phù hộ bản mường chúng con toàn diện, làm ăn thịnh vượng. À, tiểu chư đi, lễ vật cả nô có chỉ sai sót mong các thân đại xả. Tiểu chư tất cả các thân của bạn quên đi hiến hưởng lễ vật rồi thì cho thủ tư con mát, cho xin đồng đường án tông ụt tông ngà. À, thêm liền. À rồi, tao ơi, các bác ơi, cụ điện phương trăng đó, tập trung đều nghe cô. Đi đi nhờ, báo cáo về ủng đi đi. Giáo ni loi ở quê lang bên tư quả và hết hoa mau của đơn lang. Vì hôm nay, giáo tập trung của giang long ở đầu phương săn tiểu đi. Nhân dịp tâu xuân năm sớm đi săn lên một con loi quê tê củng tá thân hoàng lang, bởi mộ cho dân lang ăn mừng
ngày hội bờ cờ rừng của nhà Mường. Tuy nhau phân công ông đi thì là tổ cải, ông đi tổ con, ông đi toàn hà ni, ông đi toàn hà nó, lưu lơi thì chả lung tung. Đến cho đây ủ đen bên tập trung, đi săn thôi ủ đen ơi. Come on.
một ô. Cô đây, bảo Việt Nam này, ngay hôm đồng rồi, để đẹp bên tương lai
Phường Săn tiến hành hạ cây nêu.